Xin chào các anh em của Cà Phê Liên Minh. Vậy là ngày hôm nay chúng ta có đến 3 trận của GAM, nhưng với 2 trận đấu không thành công, chúng ta đã chính thức là đội tuyển đầu tiên phải ra về ở bảng B. Khá là buồn nên cũng phải bắt đầu luôn thôi. GAM gặp Flam Plus Phoenix. Ở giai đoạn cấm chọn, chúng ta lại một lần nữa thấy được chiến thuật va là chạm của GAM khi Nocturne trong tay của Levi, Kled trong tay của Kiaya, Slay cũng có ngay cho mình Sen để lao vào chung. Zeros cũng có một con bài mạnh ở đường trên là Renekton. Tuy nhiên Jin quyết định lấy cho mình Heimerdinger khi nhận thấy team mình đang thiếu sức mạnh pháp thuật. Flam Plus có ngay cho mình một con bài khắc chế cực kỳ hay là Manfi khi đối phương toàn tướng lao vào và đánh thưởng. Khởi đầu trận đấu có vẻ khá êm đềm khi hai team chỉ farm đợi level 6. Đến tận phút 8 thì Flam Plus hạ gục được Slay khi anh biến về hớ hênh trên mắt. GAM quyết định trả đũa bằng một pha băng trụ 3 người đường trên. Nhưng Nautilus của Chris di chuyển rất hay khi cắt tơ gành khiến chúng ta mất một người. Gragas và Heimerdinger tham chiến khiến giao tranh thành 2 đổi 3. Ngay sau đó, một pha giao tranh siêu lâu trên top lại khiến chúng ta chỉ lấy 3 đổi 2. Khi Titan và Crisp có những pha phối hợp cực kỳ xuất sắc. Hang rồng là nơi giao tranh 5v5 đầu tiên, nhưng chúng ta lại chỉ tiêu diệt được xạ thủ của đối phương và để mất rồng. Không lâu sau đó, hang Baron lại chính là nơi khiến chúng ta mất luôn thế trận, khi Doibi có một pha chặn xung phong và cả team GAM bu vào đánh anh ta không mất một ví máu nào cả. Chúng ta tan vỡ ngay sau đó khi từng thành viên bị tiêu diệt. Một pha vây bắt cực kỳ sai lầm khi mục tiêu là Nautilus khiến GAM mất con Baron và trận đấu vào tay của Flam Plus Phoenix. G-Team gặp Splice. Giai đoạn cấm chọn không có gì khác biệt so với các vòng đấu khác. G-Team thì chọn cho mình những con bài combat với Kled và Javan. Splice thì lại chọn một đội hình giao tranh cực kỳ mạnh khi có Gana, Rogas và Cassiopeia. Ngay từ những phút đầu tiên, một pha dướn của Rez khiến anh nằm xuống và Cersei có 9 công đầu. Ngay phút thứ 4, một pha gank 4 người giúp Splice có thêm một mạng đường dưới. Những pha giao tranh nhỏ lẻ diễn ra ngay sau đó. Đến phút thứ 17 mới thực sự có một pha combat 5 năm đầu tiên ở khu vực đường dưới. Cả hai team dừng lại ở việc 2 đổi 2 mặc dù Gna và VC Cersei làm rất tốt. Một pha giao tranh lỗi kế tiếp của G-Team ở ngay hang Baron khiến Splice hạ gục được hai mạng và có được bùa lợi đó. Họ quyết định triển khai chiến thuật ép trụ liên tục để gây áp lực cho đối phương bằng một pha ER xuất sắc một lần nữa của Gna khi stun ngay hai người có cả Fofo khiến cho G-Team tan vỡ. Hai đều cho Splice. GAM gặp G-Team. Zeros có được con bài Akali ngay cho mình. Levi cũng được sở hữu Lee Sin. Kiaya đánh một con bài khá lạ so với dàn tướng đấu sĩ của mình là Ryze. Cặp đôi đường dưới có được sự kết hợp của Tristana và Volibear. Koala đáp trả ngay bằng con bài Alistar cực kỳ khó chịu. Fofo cũng có ngay vị tướng thuận tay là Azir. Mạng đầu tiên được đội tuyển GAM lấy về khi Lee Sin quyết định gank sớm ngay từ phút thứ 2. Nhưng nhờ sự xuất sắc của Renekton trong tay của Rez khi 1v2 và lấy luôn mạng của Zeros khiến thế trận cân bằng một đều. Không lâu sau đó, anh lại xuất sắc 1v3 và giết luôn Lee Sin khi đang sở hữu kiếm răng cửa. Cả hai đội giao tranh nhỏ lẻ khắp nơi lại đưa thế trận về ban đầu. Dần dần do những pha xử lý cá nhân của những tuyển thủ bên phía G-Team đã khiến họ vượt lên dẫn trước chúng ta về mạng cũng như lượng tiền. Phút thứ 22, tưởng chừng như chúng ta có thể có tí hy vọng đã tiêu diệt được người mạnh nhất của G-Team là Fofo và Hana. Nhưng thật không hiểu sao, họ lại câu một pha Baron cực kỳ mạo hiểm khi không tính toán kỹ năng hồi sinh. Khi Fofo đã hồi sinh lại kịp sau khi Rest đã quấy gần hết máu các thành viên của GAM, họ lấy luôn Baron và kết thúc trận đấu trong sự chống trả yếu đuối của các thành viên của đội tuyển Việt Nam chúng ta. G-Team chiến thắng và chính thức tiễn GAM về nước luôn khi là đội đầu tiên của bảng B trên tay chung kết thế giới. Quá buồn và quá thất vọng luôn anh em ạ. Splice gặp Flam Plus Phoenix. Ngay giai đoạn cấm chọn,
Vincenzi đem ra con bài cực kỳ khó chịu mang tên Chogat để đối đầu với Gangplank. Kobe và Noskeren có ngay Saya Rakan. Derby trận này lại lùi xuống đánh hỗ trợ đồng đội khi Galio là một con bài được anh lựa chọn. Trận đấu diễn ra chậm rãi khi mãi đến phút thứ 9 thì người nằm xuống đầu tiên là Kim Gun sau khi bị gành. Phút thứ 15, một pha giao tranh 5-4 khiến cho Splice là đội tuyển giành được lợi thế sau khi lấy được 4 điểm hạ gục của đối phương. Các pha giao tranh tiếp theo thì Splice lại có thêm mạng khi con bài Cho'Gath đang quá khỏe. Flamplus Phoenix không chịu thua khi lấy lại được 2 mạng ngay sau đó. Nhưng đến con bài đến từ hư không này đã có 3 món item và hứng chịu một lượng đam khổng lồ trước khi nằm xuống, tạo tiền đề cho Kobe và Humanoids xả sát thương trong giao tranh khi hạ gục được 4 người của Flamplus. Splice lấy được Baron và quyết định đẩy mid. Pha giao tranh kế tiếp, Kobe đã thi đấu quá xuất sắc khi Aplay được pha hất tung của Derby. Với dàn trước cực kỳ khỏe như Cho'Gath 4-1-4 và Rek'Sai 6-1-4 thì Kobe lại thêm một lần nữa có sân khấu để thể hiện. Flamplus cố gắng tỏ ra phòng ngự và thành công được một lượt đẩy đến từ Splice. Nhận thấy khả năng end được ván đấu này, đội tuyển đến từ châu Âu ôn lại một lần nữa và họ đã có được chiến thắng trước hạt giống số 1 của Trung Quốc. Gap gặp Splice. Với một game giao hữu, khi Gap đã chính thức ra về thì Zeros đã đem ra con bài Fiora để đối đầu với Gangplank. Kobe đem ra xạ thủ Jin, một con bài khá mới lạ ở vị trí này. Những vị trí còn lại sở hữu những con bài thuận tay của mình. Ngày phút thứ 3, hai pha giao tranh diễn ra ở đường trên xuống bot. Gam có được 2 mạng và chỉ nằm xuống 1 người. Chỉ trong 7 phút đã có 7 người nằm xuống ở cả hai đội và đội tuyển của Việt Nam chúng ta đã có được lợi thế đầu game khi tổ chức gank tốt hơn. Gangplank thì phải khóc thét khi anh liên tục bị gank khiến phải nằm xuống 3 mạng ở phút thứ 11. Splice quyết định trả đũa khi quyết định xuống gank đường dưới và lấy được 3 mạng của chúng ta. Những pha giao tranh sau đó khiến Gam dẫn trước 5k tiền, 2 dòng lửa và 1 dòng đất. Đưa ra một quyết định sai lầm đó là Cole Baron khi đối phương đang ở gần đó. Một con mắt cực kỳ trí tử trong hàng Baron khi mắt không thể nhìn thấy khiến Gam mất đi 4 người cực kỳ nhanh và Zeros cũng không tê lê được. Có được Baron nên Splice quyết định chiến thuật đẩy đường. Đội tuyển của chúng ta thì quyết định đẩy lẻ khi Zeros và Kiaya đánh đẩy lên về hai cánh. Nhưng Zeros lại khá say máu khi quyết định slow kill Vincenzi và nằm xuống khiến pha combat sau đó thiếu người và Gam nằm xuống 3 người. Splice lại có được con Baron kế tiếp. Và lần sau này lại thêm một quyết định sai lầm khi đưa cả 5 người ra mid để trong khi Ryze đẩy cực kỳ mạnh. Zeros phải về đép và solo kill thua. Gam tan vỡ. Humanoid kết thúc trận đấu và cho Gam ra về với tỷ số là 1-5. Splice chính thức có được chi vé đầu tiên qua vòng bảng và chờ Flamplus và đánh tiebreak để xác định ngôi đầu bảng. Flamplus Phoenix gặp G Team. Giai đoạn cấm chọn diễn ra khi khu vực đường dưới xuất hiện hai con bài đối đầu là Tamken và Pai. Khi RWX không sở hữu được Kai'Sa thì anh đã mang ra Varus. Gibbon sử dụng Renekton để đi về On được trên. Pha giao tranh 3v3 đầu tiên diễn ra ở đường dưới khi Flamplus là đội tuyển có được điểm hạ gục. Không lâu sau đó, những chú Phượng Hoàng quyết định ép giao tranh một lần nữa khi lần này 4 đánh 3 và họ lấy tiếp được 2 điểm hạ gục. G Team quyết định trả thù bằng một pha tập trung trước để tiêu diệt được LWX. Có được lợi thế sứ giả, Flamplus tiêu diệt đường trụ giữa và trụ dưới. Họ cũng ép giao tranh ngay trong hang bùa xanh của đối phương. G Team nằm xuống 3 người trong khi Flamplus không mất ai cả. Có được lợi thế Snow khi LWX đã quá khỏe với KDA là 3-1-3. Họ quét dơ được G Team khi người sống sót duy nhất là Pai. Họ dùng Baron làm mồi câu ở phút thứ 21 cực kỳ sớm và lại quét dơ một lần nữa khi Kai'Sa là người duy nhất sống sót. Có được Baron, Flamplus quyết định lấy trụ và tiễn luôn G Team về nước sau một pha combat hủy diệt. Flamplus Phoenix gặp Splice ở tiebreak tranh ngôi đầu bảng. Tiebreak, Flamplus Phoenix gặp Splice. Bước vào trận đấu quyết định để lấy ngôi vị đầu bảng thì cả hai đội hình chơi những con bài chắc chắn nhất có thể. Khi Flamplus sở hữu hai vị tướng late game cực mạnh là Vayne và Ryze, Splice cũng đáp trả bằng vị tướng Syndra và Gangplank.
Cậu bé được đánh cai ra trước khi đi con bài này cho tay LWX. Ngay từ phút thứ 3, Splice quyết định lấy một pha ganh đường trên băng trụ khá là cồng kềnh, nhưng vẫn có được chiến công đầu. Pha giao tranh hơi lớn đầu tiên 4v4 diễn ra khi FunPlus quyết định cướp đi con Blue, ép giao tranh đối thủ và họ có được lợi thế khi hạ gục được hai mạng, đưa thế trận về thế cân bằng. Những pha giao tranh nhỏ lẻ diễn ra liên tục khi người có được lợi thế nhiều nhất là Doibi, trong khi Humanoid lại đang rất thọt nên dần dần trong những pha combat trước đó, anh Snowball cực kỳ mạnh. Nhưng Splice chống trả lại khá gắt khiến chỉ số hạ gục chỉ dừng lại ở con số 8-6. Sau một pha bắt lẻ Syndra ở đường giữa, FunPlus quyết định dùng Baron làm mồi câu để bay ra đánh úp đối phương. Họ lấy được Baron và chỉ phải bỏ lại người đi rừng. Sau khi có được bổ lợi, FunPlus quyết định triển khai lên chiến thuật 4-1 và cho Ryze đẩy đường trên. Tuy combat thua nhưng họ lại có được lính siêu cấp ở top. Phút 36, khi lấy được rồng ngàn tuổi thì Baron cũng đã ra, nên FunPlus quyết định ép giao tranh đối phương khi chỉ cho hai thành viên ăn Baron, còn ba người còn lại canh phía trên. Kết quả là họ lao lên cực kỳ mạnh mẽ và hạ gục 4 người của đối phương. FunPlus giành được chiến thắng trước Splice và khẳng định ngôi vị đầu bảng của mình. Vậy là một ngày dài đã kết thúc với một chuỗi thua quá buồn của đội tuyển GAM của chúng ta. Tuy nhiên thua thì cũng đã thua rồi, không nói được gì nên anh em thôi cũng đừng ném đá GAM quá, mà hãy cổ vũ và ủng hộ họ những giải đấu quốc tế lần sau thôi. Ai cũng thất vọng cả, không riêng gì ai đâu. Cả những tuyển thủ GAM cũng phải chia tay giải đấu lớn nhất hành tinh này, nên bây giờ họ cần nhất là những sự cảm thông hơn là trách móc. À mà nhớ like và subscribe cho kênh nha. Hôm nay là một ngày buồn không thể ngủ ngon rồi. Nhưng bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.